Phản động nói chính quyền trung ương không tin vào bộ đội miền Nam nên cử bộ đội miền Bắc, anh nghĩ sao? Đối với kiến thức của anh đó thì phản động nó bị điên. Quân đội á, là quân đội tập trung của nước chứ không có quân đội miền Nam, quân đội miền Bắc, cái con khỉ khô gì cả con. Bây giờ anh hỏi mày, mày hỏi phản động nè, bây giờ Việt Nam nó có chính quân khu đúng không? Vậy thì tao hỏi mày, ai có quyền điều động chính quân khu đó? Không lẽ bây giờ tự nhiên cái miền Nam điều động quân khu 7 với quân khu 9, xong rồi miền Trung đều 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 mấy quân khu giữa giữa, rồi miền Bắc đều mấy quân khu đầu đầu, ở đâu ra cái đạo đó ba? Đúng không? Thường thường ta nói á, là gì à, thằng Ngọng cái gì đó, thằng Ngọng người hóng hớt gì đó, nói chung là thằng dốt hay làm phản động lắm mà. Nó giờ Duy Nguyễn nói vậy đúng không ạ? Đã là quân đội nhân dân Việt Nam, chứ không có quân đội nhân dân miền Bắc, không có quân đội nhân dân miền Trung, và chả có quân đội nhân dân miền Nam. Ok. Anh có nghĩ sao dịch này một số người sẽ biết tiết kiệm hơn, làm khi lành để dành khi dịch không anh? Trước dịch nhiều người xài nhiêu hết nhiêu. Có cái mùa dịch này á, là nó để ra rất là nhiều bài học, rất là nhiều bài học các bạn, bài học về tiết kiệm, bài học về sức khỏe đúng không, bài học về cái gì nó cần và cái gì nó không cần đó. Hôm nay theo nguồn tin tình báo anh nhận được á, có một bà doanh nhân kia kìa, nữ doanh nhân, nó không biết, nó không biết tên mà nào, nói chung anh nghe kể thôi. Bà nữ doanh nhân kia, bà gọi là bà chống vaccine Tàu, bà chống mà chống thái quá luôn chứ không phải chống bình thường nha, chống mà kiểu chống kinh luôn á. Rồi bây giờ bà bị nhiễm Covid đó, bây giờ bà bị nhiễm Covid thì bà post bài, bà nói bây giờ bà hối hận, bà nói về giữa sự sống với cái chết, bà hối hận quá mà giờ về đời gì tùm la trơn. Bà cảm ơn những người cứu bà rồi tùm lum la, bà hứa sau này cuộc đời sẽ thay đổi được nhiều lắm mấy bạn. Bà này cũng nổi tiếng chứ không phải giỡn đâu, nữ doanh nhân gì á. Nên nó cái dịch này là một cái để chúng ta nhìn ngẫm là tất cả mọi thứ, bao nhiêu người dân trí thấp thì nó lộ ra trước mặt xã hội rồi, khỏi có chối cãi. Mẹ bây giờ mình sai đành đành ra đó, xong rồi đi cãi lực lượng chức năng từ lưa hộp dưa hết. Quá nhiều, anh bức xúc lắm luôn các bạn, anh rất là bức xúc. Nó thật sự á, anh bức xúc là lực lượng chức năng này sao phải xử lý cái con nhỏ này, nó quá cồng kềnh, nó rất là cồng kềnh các bạn. À, mình nhìn vô cái video mình thấy là lực lượng chức năng tới 4 5 người lận, mà có một con nhỏ này mà ngồi giỡn với nó hơn 5 phút hồ, mà 5 phút là hết video đó nha, chứ còn không biết là thực tế là bao lâu đó. Chứ còn anh á, theo anh là cứ theo luật Mỹ thôi, tao nói câu một câu một câu hai mày không nghe, tao 36 thế đó, 36 thế quắt cái tay đang sao bẻ cớp cớp ghìm cái đầu xuống, thấy không, còng số 8 đẩy mình lên xe bụp vậy thôi. Đó, đúng sai cứ kiện thoải mái. Chứ nhìn mà nóng luôn các bạn. Nó rất là bực mình, nó con nhỏ nó nói khùng nó điên gì á. Bây giờ nó đi ra nó không có pha, nó không có giấy tờ mà người ta dịnh nó lại nó còn chửi nữa. Mà nó không đeo khẩu trang lên, nó đưa cái mặt nó ra nữa. Trời, nó nói pập 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 nhìn thấy. Nói chung là rất là ứa gan. Anh có xem kinh Quốc Quy nói về việc điều động quân đội chứ anh? Tao là thằng giám đốc mà nghĩ tao rảnh hả? Ủa mày nói, mấy em nói chuyện với anh rơ riết rồi mấy em quên anh là một thằng CEO ngạo nghễ hả? Má ơi, thằng giám đốc nó rảnh quá, nó hỏi coi kênh, nó coi video của thằng lớp 7 mà mày còn hỏi nó xem hết video nữa chưa, mới ghê chứ. Trời ơi trời, tụi bay biết hỏi ghê. Nói chung á là ngu tầm ngu, mã tầm mã, mà phản động tầm nhau, mây tầng nào nó sinh ra mưa tầng đó, thằng idol thế nào thì fan nó như vậy, thế thôi, không muốn nói nữa mấy em. Anh ơi, sao bên mình bị nhiễm ít mà chết nhiều người quá vậy anh? Nó thì cái đó là cho mà thấy được cái giá trị của mạng sống đó. Nhà nước đã kêu ai ở yên nhà đó đi, không chịu. Tao hỏi nó bùng ra rồi bố ai cứu nổi ba? Mày tưởng đâu Việt Nam này 3 đầu 6 tay 12 con mắt hả mày? Mày tưởng đâu Việt Nam này giàu có lắm hả mày? Trời ơi, 1 2 3 người còn cứu được chứ bây giờ nó nhiều như vậy đó thì tụi em biết sợ chưa? Hả? Tụi em biết sợ chưa mấy em? Mày còn nhoi nữa đi. Giá như mà ngày xưa đó chúng ta đàng hoàng hơn, giá như mà ngày xưa chúng ta cẩn thận hơn, giá như mà ngày xưa chúng ta biết nghe lời hơn, giá như mà ngày xưa chúng ta biết trân trọng cái mạng sống hơn thì đã không có ngày hôm nay. Anh nói thiệt, mấy em có thấy tại sao ông bác sĩ anh ông bị rất là nặng? Ủa, ông phi công anh chứ, ông bị rất là nặng nhưng mà Việt Nam mình vẫn cứu ông được, tại lúc đó là gì, toàn ngành dồn như một số ít người. Còn bây giờ nó đông quá trời đông rồi mấy em. Mấy em coi nhìn bao nhiêu ca F không? Hả?
Em nhìn có bao nhiêu ca không? Nên cái số liệu mà nó còn tăng nữa không có gì đáng ngạc nhiên hết đó. Không vì lý do gì mà tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh ta nói là bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất á là giảm người chết. Ô, mấy em tối ngày mấy em trẩu tre, mấy em đi phá làng phá xóm không, mấy em tạo thêm gánh nặng cho xã hội không đó, thì mấy em nhìn sự việc nó đơn giản vậy thôi, chứ mốt mà tụi em mà covid sụ sụ á thì tụi em không cũng không có tiền bằng cái bà nữ doanh nhân gì đâu mà có người cứu giá mà gì đó, đúng không? Em thấy cái cảnh mà một số nước đó, nó bị bùng dịch lên nó phải lựa người mà nó cứu nữa chứ không phải là giỡn đâu mấy em, tức là cứu người nào có thể cứu, còn cái người mà hên xui 50-50 á thì thôi kêu thánh Allah cứu hay là kêu Chúa cứu thôi, chứ năng lực con nó hết rồi, cái đó là thực tế, các bạn phải biết sợ như vậy đó thì các bạn mới sống được nha, còn mà hổ báo cáo tròn thì thôi mạng ai nấy giữ thôi, chứ tôi cũng biết sao giờ. Ủa anh sao bên Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc số ca nhiễm mà cả chết của nó đều ít hơn, gì số ca nhiễm nhiều mà số ca chết ít hơn mình vậy anh? Có phải là cách tính tử vong của nó để bớt hoang mang không? Anh nói chung á thì anh không nghĩ là nó giống, tại vì mình không nên nghĩ xấu về một chính phủ nào cả mấy em. Cái số người ta đưa ra là sao chấp nhận vậy, nhưng mà những cái nước em đưa ra đó thì thứ nhất là nước nó giàu hơn mình, nó giàu hơn mình thì dự trữ nó nhiều hơn mình, nguồn lực nó nhiều hơn mình, và dân trí nó cũng cao hơn mình chút đỉnh. Em hiểu dân trí không? Em hiểu dân trí không? Ví dụ như bây giờ bên bên nước nó chính chính phủ nó ra cái gì gì đó thì nói chung thì một là chống chống tập thể, hai là chống thôi chứ không có chống lẻ nha, em không chống lẻ, nên dựa vào những cái nguồn lực đó đó nên người ta có thể là cái ca tử vong của họ ít hơn mình, mà thêm cái nữa là người ta chích vaccine nhiều hơn mình. Nó có một số liệu nghe nó rất đáng buồn, nhưng mà cái sự gọi là cái gì, cái mật cái gọi là cái phủ vaccine đó thì Việt Nam mình thấp, Việt Nam mình thấp, Việt Nam mình tới ngày hôm nay thì mới được có mười mấy triệu liều thôi nghe, tới được mười mấy triệu liều thôi, nhưng mà tổng số liều cần đó, thì phải là 150 triệu đó, hơn 10% một tí tẹo, cái đó là sự thật. Bọn bạn em cứ lấy hình anh bộ đội của mình ra so với lính Mỹ đam sao anh, thì cái anh bộ đội của mình đánh cho lính Mỹ cút, đánh cho lính ngụy nhào đó, đam gì cũng biết vô đây hỏi nữa trời, tự tụi nó gài pháo tự tụi nó chơi luôn vậy cũng hỏi nữa. Anh không đánh giá cao năng lực của em nha. Anh nói về cải cách ruộng đất của mình được không anh? Em thấy tụi phản động nó hay xuyên tạc tới chuyện đó, nó không có tư cách nó xuyên tạc tại không liên quan tới nó, thí dụ như nó xuyên tạc đánh tư sản thì được, chứ còn nói về cải cách ruộng đất nó diễn ra ngoài miền Bắc mà mấy phản động nó nằm trong miền Nam đâu liên quan gì tới chuyện của nó đâu mà nó xuyên tạc, trả lời nó như vậy đó em, kêu mày đổi đề tài đi con, xong rồi còn muốn đam cho nó xù máu nó đam vậy nè, nhờ có cải cách ruộng đất đó thì người dân mới có đất làm ruộng, mới có đất làm ruộng mới chi viện cho Việt Cộng ở miền Nam đó đó, xong rồi Việt Cộng ở miền Nam mới tiễn ông Thiệu ông Diệm gì đó đi về với Chúa hết đó, cái kiểu là kiểu đam ba gai nha các em. Nó còn nếu mà nói chuyện đàng hoàng đó thì nói thôi chuyện đó liên quan tới mày, còn mày muốn nghe nữa đó, thì đó là bí mật quốc phòng nha má, nhờ cái đó đó mới có gạo 5 tấn đánh đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào đó. Ok à, đợt này lính triều đình vô dập dịch hy vọng cũng dập nhanh giống như dập phản động Bình Thuận, nói chung thì anh không có anh không cảm thấy thoải mái lắm khi các bạn dùng chữ lính triều đình, nói chơi cho nó vui thì được chứ còn nên dùng cho nó đúng nghĩa mấy bạn, ví dụ như quân quân khu mấy, quân đoàn mấy, hay là lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam gì đó, nghe cho nó đàng hoàng tí, bạn dùng chữ lính triều đình nói chung mà ví dụ như chữ đó theo mình thấy á, mình ngồi mình chém gió với nhau mặn dân nói giữa người A với người B thì là ok, còn mình đem lên truyền thông mình dùng chữ này thì nó không ổn. Còn cái thứ hai nữa, cái đợt Bình Thuận nó dễ ẹt à, cái đợt là nó khó hơn nhiều ông nội nó, nên cái sự so sánh và cái sự gọi là liên tưởng của em nó cũng hơi khập khiễng nha. À, cũng là người Việt Nam nhưng có rất nhiều người luôn hướng về tổ quốc, nhưng có những kẻ lại chấp nhận làm ký sinh trùng quấy phá, đúng. Nó gì khác biệt lý tưởng thôi mà làm gì chỉ trích dữ vậy men,
lý tưởng cái con khỉ gì, mày mở mỏ mày nói chuyện toàn là dùng chữ Việt Nam mày nói không à, mà lý tưởng mày chống Việt Nam, cái đó được coi là lý tưởng hả con? Cái đó người ta kêu là mất dạy chứ không kêu là lý tưởng, hiểu không? Còn giống như S1 Snowden đó, cái thằng đó là cái như tổng thống nào lên là cũng xúc cổ mày thôi. Mẹ, lý tưởng là con dân Việt Nam mà đi chống Việt Nam mà nói chữ lý tưởng nghe đã lỗ tai không? Vì em đồng ý triều đình là phong kiến, khác gì nói Việt Nam còn ở thời phong kiến. À, nãy giờ con thằng đồng ý với mình thôi ta, vậy mấy người kia nó không đồng ý hả? Bạn nói vậy là sai, không ai chống người Việt Nam cả. Tao không nói mày chống người Việt Nam mà tao nói mày chống nước Việt Nam. Đúng không? Mày chống nước Việt Nam là tao đập vô đầu mày được rồi, cần gì chống người. Ví dụ giờ Việt Nam tao đang tăng trưởng 7% ngon này, mày chống sao nó còn có 6,5 là tao lên gối giật chỏ 36 thế. Dứt. Hợp lý không mấy em? Nên tao bay khỏi cái lý luận qua mặt tao đi. Còn ví dụ như bây giờ mày nói á, Việt Nam này á gì giai cấp lãnh đạo mày không có phụt á, thì bây giờ á mày làm cái cuộc gọi là cái gì, một 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 cái cuộc nổi dậy giống như Taliban đi, rồi lấy thành bại luận anh hùng vậy thôi, ít ra vậy nó còn quân tử hay mấy em hen. Còn đằng này xàm thấy mẹ luôn, ban ngày làm kinh tế buổi tối làm chính trị online hả mày? Sao tao đi đâu tao cũng gặp bọn này ta. Mấy bạn nhớ cho mình câu nha, ban ngày làm kinh tế buổi tối làm chính trị online. Tại sao bên Mỹ chửi lãnh đạo mà không bị tóm, là do chính sách Mỹ hay người Mỹ hiểu tiếng Việt chưa tóm ạ? À, quan trọng là mày chửi sao, mày chửi thử tao nghe coi, đúng không? Thí dụ như cùng một câu chửi mà bên Mỹ mày không bị tóm mà bên Việt Nam mày bị tóm á, thì ok mày so sánh được, hiểu không? Chứ đâu phải cái chửi nào cũng như cái chửi nào mày, vậy thôi. Nó đâu giờ thằng nào chửi tao nghe thử thôi, chửi bằng ngôn ngữ tiếng Anh nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh luôn thì mình mới tin. À, Việt Nam không thế nào để có được tự do ngôn luận, quá buồn. Tao cũng buồn cho Mỹ khóa mỏ ông Trump nữa mày ơi. Bây giờ tao cũng muốn ông Trump là tổng thống, tao cũng muốn Twitter nó mở mỏ ông Trump ra mà sao nó không mở, tao cũng buồn quá nha. Buồn giả may buồn luôn á, buồn buồn thê lương buồn luôn gì. À, Trương Yên là này hổng nó tôi nói nó comment được đó đúng không? À, các công ty tư nhân ổng chơi Facebook Twitter thì nó không thích nó khóa ổng thôi, không ảnh hưởng gì đến tự do ngôn luận ở nước Mỹ. Điển hình như Mụ An Nhiên vẫn chỉ trích về sự yếu kém của chính phủ Mỹ trong gì trong việc chống dịch. À, này nó nghe cũng có lý mày, thằng này có trình độ á, thằng này nó có lý, thằng này nói thằng này nó khó bẻ lắm mày ơi, chỉ có gì Nguyễn bẻ được nó thôi. À, nhưng mà cái gì Trương Yên nó trong cái câu này á là nó sai, nó sai cái điểm này. Mày nói là Twitter Facebook nó không thích thì nó khóa không thôi, làm gì có, tất cả những doanh nghiệp bên Mỹ phải hoạt động theo luật của Mỹ đúng không? Luật của Mỹ, nếu mà trong luật của Mỹ nó ghi rõ là quyền tự do ngôn luận, thì mà ông Trump ông nói đúng cái quyền tự do ngôn luận của ông thì không có quyền khóa, không có quyền xóa, đó là mới đúng nha. Nên Trang Yên mày nói câu này nghe nó vẻ có lý nhưng mà thật ra nó lại là vô lý, đúng không? Thí dụ như ông Trump mà tự nhiên ông đăng video lên, tại sao ông cho ông đăng hả? Tao chỉ hỏi mày vậy đó. Vậy là có phải là cái thằng Twitter với thằng Facebook trong cái giai đoạn đó nó vi phạm cực kỳ cái quyền tự do ngôn luận của ông Trump không, đúng không? Hợp lý không các bạn? Đó, hợp lý chưa? Nó là cái lúc đó đó là cái như là luật của Mỹ nó cũng có một số sơ hở, có một số sơ hở, nhưng mà xui cái á là ông Trump muốn chọt cho đúng cái sơ hở đó, nên đâm ra lúc đó là lúng túng, nó lúng túng nó không biết làm sao hết, để ông này bót thì cũng chết mẹ đó. Mà không cho ông này bót á thì mang tính là cưỡng bức quyền tự do ngôn luận. Thì bây giờ giữa cái được và cái mất, cái được là cái gì? Cho ông này bót lọ mẹ nó nước, vậy thì thôi tao khóa mỏ ông đi để tôi mang cái tiếng nó nhẹ hơn. Cái đó là cái cách chọn lựa của Mỹ, các bạn phải chấp nhận. Các bạn được bên Mỹ ở điểm này, tôi nói giờ tôi là phe rồi đúng không? Các bạn cảm thấy tôi nói phe không, đúng không các bạn? Đúng không? Trong
Tức là bây giờ cái luật đó là ông Trump ông không có chửi thề, đúng không? Ông không có kêu là tự sát gì trơn hết trọi hết đó. Vậy thì cái video của ông Trump nó không có bị vi phạm cái gì cả. Và cái tài khoản ông Trump ông cũng không có post cái gì mà nó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, ok? Điểm này đúng không? Vậy thì ông Trump ông phải có quyền post. Ông có quyền nói cái ông nghĩ. Đó. Nhưng mà xui một cái á, nếu mà bây giờ để ông post một cái á, là fan cứng của ông á, là kể như nó bùng nổ lên, nó làm cho Mỹ rối ren lên đó, và có thể là dẫn tới bạo động, hiểu không? Mà thêm cái nữa, phe phái nữa, Twitter, Facebook theo phe dân chủ nữa đó, nên nó phải chọn cái giải pháp nó khóa mỏ ông này, để cùng lắm các bạn chỉ nói là các bạn chỉ tranh luận được quyền tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận ở trong cái giai đoạn đó chúng ta phải xem xét chút định, thì cái tội nó nhẹ hơn. Không, nó nhẹ hơn vậy thôi, chứ bạn Trang Yên nói thì không có chuẩn lắm. Chính phủ Việt Nam đang điều động hàng ngàn chiến sĩ giúp dân bằng cả cái tâm lo cho dân cho nước, chính phủ Mỹ có làm được chuyện đó không? Không, thì cái điểm đó là điểm chính phủ Mỹ không làm được. Chính phủ Mỹ á, điều động quy động cái gì đó là phải trả tiền, chứ không có chuyện làm free vậy thôi. Nội cái điểm đó thôi là thấy là Việt Nam mình nó có yếu tố tình cảm nhiều hơn, đúng không? Yếu tố tình cảm nhiều hơn các bạn. Nói gì à? Con An Nhiên anti Mỹ vậy mà phải sống nhờ vào nước Mỹ, sai. Chị An Nhiên anti Mỹ tặc thôi, chứ chị An Nhiên không anti Mỹ đế. Mỹ nó có hai Mỹ mày ơi, tao giải thích với mày nhiều lần rồi, chán chết mẹ luôn, hiểu không? Chừng nào chị An Nhiên anti Mỹ đế đi rồi mày vô mày cà khịa, chị An Nhiên đội Mỹ đế lên đầu á mày ơi. Trời đất ơi, chị An Nhiên làm nghề nail kiếm tiền từ Mỹ đế đó, biết không con? Nhưng mà chị An Nhiên sống ở bên nước Mỹ, chị An Nhiên cảm thấy mấy Mỹ tặc nó nói chuyện thấy ghét, nên chị An Nhiên mới đứng ra phản biện thôi, hiểu không? Nhưng mà xui một cái chị An Nhiên đi mẹt ở nhà riêng, nên mấy bạn Mỹ tặc á, người ta không chấp nhận sự thật đó. Người ta chấp, người ta nói sao cái con này kỳ kỳ ta, cái con này ăn rồi nó cũng đi, nó cà khịa Mỹ mà sao nó có tiền ta đó. Còn trong khi mình đội Mỹ lên đầu mà mình vẫn ăn welfare ta. Duy nhầm rồi, nhiều người lên tiếng nói trái chiều là người dân Việt Nam, đâu phải bên Mỹ, đâu có đâu. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà ở Việt Nam xong bà nói tiếng nói trái chiều đó, giờ bà đi qua bên Mỹ rồi mày ơi, hiểu không? Bây giờ mình thấy cái người nào á mình biết thì mình mới nói, còn cái ad Facebook, ad lon, ad cóc đồ này nọ kia mình đâu hề nào nói được. Sao tao thấy toàn chê nước Mỹ, tại vì có những cái khen thì đâu cần khen với mày, tại vì đang nói chuyện với mày mà mày đại diện cho Mỹ mà mày bần thấy mẹ luôn, nên chị An Nhiên mới đam mày thôi, hiểu không? Chứ lúc mà chị An Nhiên đi bầu cử, chị An Nhiên bầu cho Trump á, chị An Nhiên cũng đàng hoàng lắm. Tao thấy chị An Nhiên sống vậy được rồi đó, tuân thủ luật của Mỹ rất là gắt gao, tại vì làm tiệm nail mà không tuân thủ luật Mỹ sao làm mày, cũng đi bầu cử như ai chứ bộ, hiểu không? Còn chị An Nhiên có làm gì, có sống gì, có như thế nào thì cũng cần báo cáo với mày, mà suốt cuộc đời của mày chắc cũng chị An Nhiên cũng thèm nhìn mặt mày đâu mày ơi, nên thôi mày khoe với bả làm gì, kệ bà đi, bả sống cái kiểu mà trung lưu rồi, mà bả cũng giai cấp lắm, bà An Nhiên bà cũng giai cấp lắm á, không giỡn đâu, bà thương người, thương người thiệt. Không, bà rất là thương người nhưng mà bà cũng rất là giai cấp với mấy anh phản động. Đối với mấy anh phản động bà còn gắt hơn Duy Nguyễn rất là nhiều mà, hiểu không? Duy Nguyễn nhiều khi nhìn thấy mấy anh phản động có cái cũng tội nghiệp, nên thôi chín bỏ làm 10. Còn bà An Nhiên là bà bục, trời ơi luôn. Nói chung tính bà vậy thì thôi chịu. Anh Duy có bầu cử không? Có, sao không có mày? Tao chụp hình bầu cử tao bỏ lên rồi, mày đuôi sao hỏi hoài trời. Một người làm chủ luôn khác với những người không khó, ở không ăn tiền thất nghiệp ủng hộ An Nhiên rồi, cảm ơn anh. Anh nghĩ sao khi quân đội vào Hồ Chí Minh chống dịch mà phải mang theo súng, bây giờ mà cho tôi thấy cái quân đội nào trên thế giới ngoại quân đội đu càn mà cả như cái súng không nằm trên tay chiến sĩ không, chứ cuộc đời tao chưa thấy quân đội nào mà lính không có súng hết á em. Tao đi qua bên Pháp tao thấy nó chơi full gear luôn đó, anh đi qua bên bên Italia anh thấy nó chơi cũng full gear luôn, anh đi qua Thụy Sĩ thấy nó chơi cũng ghê nữa đó, không thậm chí anh ngồi anh coi Myanmar thôi nó đứng cũng ghê nữa đó, không
Thì bây giờ á, anh nói em câu nè, ngoài cái quân đội mà cởi quần bỏ áo, ok, thì em chỉ cho anh một cái quân đội nào á đó, mà cái như cái người lính mà người ta đi không, người ta cầm iPhone, người ta lướt Facebook coi livestream bên như Nguyễn mà không có cái súng thôi. Anh có muốn mở rộng tầm nhìn lắm mấy em, chứ nhiều khi mấy em vô hỏi mấy câu đủ thiếu muối bỏ mẹ đi được, đỡ không nổi mấy em. Mấy trẻ trâu là giờ nó hỏi tao chịu luôn á, đúng không?